Hôm nay, ngày 6 tháng 6 năm 2021, trường Trung học cơ sở Pascal tiến hành tổ chức thi thử lần thứ nhất dành cho những bạn học sinh đăng ký thi tuyển vào trường Trung học cơ sở Pascal năm học 2021-2022. Về cơ bản, kỳ thi diễn ra thuận lợi, hệ thống được vận hành ổn định, học sinh đã vào phòng thi đúng giờ, thao tác tốt trên hệ thống, thực hiện tốt các hiệu lệnh của giám thị. Tổng số học sinh dự thi là 270 bạn học sinh, trong đó có 3 bạn hôm nay không tham gia thi thử. Kỳ thi đã được chia thành 3 ca, học sinh vào phòng thi trước 30 phút tính giờ làm bài để giám thị làm thủ tục thi. Giám thị sẽ tiến hành điểm danh, tiến hành việc kiểm tra. Học sinh bật camera nhắc nhở học sinh có tư thế ngồi làm bài kiểm tra cũng như quy chế thi. Trong quá trình làm bài, mỗi phòng thi có 2 đến 3 giám thị. Mỗi giám thị sẽ giám sát từ 10 đến 12 học sinh và nhắc nhở học sinh trong quá trình làm bài thi. Trong quá trình làm bài thì có một vài học sinh gặp phải sự cố liên quan đến đường truyền hoặc là bị lỗi công thức toán học và đã báo ngay cho giám thị coi thi kịp thời xử lý. Vì đây là kỳ thi thử nên nhà trường đã tạo điều kiện cho các con được thi lại với các ca thi sau. Tuy nhiên, đối với kỳ thi chính thức thì cha mẹ học sinh cần chú ý đảm bảo đường truyền. Ngoài mạng Wi-Fi thì nên chuẩn bị thêm cả 4G để đề phòng trường hợp bất tiện hoặc là mất mạng. Đối với các thiết bị mà hôm nay các con sử dụng bị lỗi công thức thì gia đình cần nâng cấp để đảm bảo học sinh có thiết bị tốt để có thể dự thi và học tập. Tất cả các vấn đề cần lưu ý cũng như là điểm của kỳ thi thử ngày hôm nay sẽ được giáo viên chủ nhiệm gửi đến quý cha mẹ học sinh trong thời gian sớm nhất. Chúc các con tiếp tục ôn tập và làm bài thật tốt để chính thức trở thành các học sinh khóa 12 của trường Trung học cơ sở Pascal.